Trước đó thì đã có 4 cháu đã nhập viện trong tình trạng là sốt, khó thở và nôn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hơn 100 học sinh của trường tiểu học Cẩm Thượng tại Hải Dương có biểu hiện đau bụng, nôn mửa trong những ngày từ 25 đến 27 tháng 9 vừa qua thì nguyên nhân đã được xác định, đó là không phải là ngộ độc do suất ăn bán trú tại nhà trường. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ sẽ cập nhật thêm những thông tin về vụ việc này từ khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng điều trị của khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đây là nơi đang điều trị cho các bệnh nhi của trường tiểu học Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương. Trước đó thì đã có 4 cháu đã nhập viện trong tình trạng là sốt, khó thở và nôn. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 1 cháu được xuất viện và 3 cháu còn lại thì đã có biểu hiện sức khỏe đã tốt dần hơn. Theo thông tin từ nhà trường thì sáng ngày 26 tháng 9 có 31 học sinh xin nghỉ học do ốm. Trong số các học sinh đang học ở trường thì lại có thêm 34 cháu có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn. Đến sáng ngày 27 lại có 12 học sinh có triệu chứng tương tự. Như vậy tổng cộng có 77 em học sinh mắc bệnh. Do có nhiều em không ăn bán trú tại trường nên Sở Y tế tỉnh Hải Dương kết luận đây không phải là vụ ngộ độc do ăn bán trú tại bếp ăn trong trường. Thì qua sàng lọc thì chúng tôi thấy rằng đây chưa phải là vụ ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ thì cũng chỉ chẩn đoán là có triệu chứng rối loạn tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân và hiện nay đang điều trị theo triệu chứng. Thế và chúng tôi đã tổ chức đoàn điều tra theo hướng dịch bệnh, làm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Thì Trung tâm Y tế thành phố ngày hôm nay đã cấp chloramin B cho nhà trường để tiến hành tẩy trùng khử độc. Vâng, dù đã có kết luận là vụ việc này không phải là ngộ độc do các suất ăn bán trú trong nhà trường, thế nhưng chẳng vì thế mà những lo lắng của các bậc phụ huynh về bữa ăn tại trường của con em mình có thể giảm đi. Bởi kể cả khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo thì vẫn còn đó một nỗi lo nữa mang tên là chất và lượng. Thực tế là vào nửa cuối của tháng 9 vừa qua, liên tiếp những hình ảnh của những bữa ăn bán trú mà theo các bậc phụ huynh là không đảm bảo đủ lượng và chất đã được đưa lên mạng xã hội với những lo ngại về chất lượng của bữa ăn học đường hiện nay. Theo đó, ngày 16 tháng 9, nhiều phụ huynh tại trường tiểu học Thạch Linh đã bức xúc với bữa ăn trưa chỉ có 5 con tôm nhỏ bóc vỏ, thịt bò xào bắp cải cùng canh bí nấu thịt của con em mình. Theo các phụ huynh thì lượng và chất của bữa ăn này là không tương xứng với mức giá 27.000 đồng một ngày mà họ đã đóng. Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh bữa ăn trưa của học sinh trường dân lập quốc tế Việt Úc, cơ sở Sa La, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục được những phụ huynh của trường này đưa lên mạng xã hội do nghi ngờ suất ăn bị cắt xén khi quá ít ỏi. Trong khi mức chi phí dành cho bữa ăn tại trường lên tới 160.000 đồng một ngày. Sau khi sự việc xảy ra thì hiệu trưởng của trường tiểu học Thạch Linh cũng như là đại diện của trường dân lập quốc tế Việt Úc đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh và học sinh, đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng bữa ăn. Trường dân lập quốc tế Việt Úc cũng đã đồng ý để phụ huynh tại cơ sở Sa La, thành phố Hồ Chí Minh thành lập hội phụ huynh giám sát bữa ăn cũng như là các hoạt động khác của nhà trường. Vâng, câu chuyện của hai ngôi trường trên ở thời điểm này đã tạm thời được giải quyết. Thế nhưng rõ ràng là vấn đề về đảm bảo lượng và chất cho bữa ăn học đường với các mức chi phí vẫn đang là một thực tế nhiều khó khăn tại nhiều trường, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Thịt đúc trứng, canh rau dền, bí đỏ xào và cơm. Đây là thực đơn cho bữa chính trưa của học sinh lớp nhà trẻ trường mầm non Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Mức phí 17.000 đồng tiền ăn trên trẻ mỗi ngày, sau khi trừ 1.000 tiền chất đốt, được chia ra làm hai bữa chính, một bữa phụ cho lớp nhà trẻ, và một bữa chính, một bữa phụ với lớp mầm non. Thực phẩm được sử dụng nhiều nhất bởi vậy cũng chủ yếu là thịt lợn. Mức ăn 17.000 thì cái nhóm thực phẩm nhà trường hay sử dụng nhiều nhất là món thịt lợn. Hai tuần chỉ có một món thịt bò thôi ạ, một món thịt bò xào. Trong khi đó, tại trường mầm non Cao Dương cũng trên địa bàn huyện, mức phí cho bữa ăn học đường của hơn 700 em học sinh ở tháng 9 này vẫn đang được duy trì là 15.000 đồng trên ngày trên trẻ và phải tháng 10 tới đây mới được điều chỉnh lên 17.000 đồng. Trong khi việc tăng mức phí bữa ăn học đường tại các huyện ngoại thành gặp khó do phải cân bằng với mức thu nhập địa phương, thì ngay tại các trường khu vực trung tâm Hà Nội, việc đảm bảo bữa ăn đủ lượng chất theo nhu cầu dinh dưỡng của học sinh phù hợp với mức giá cũng là một vấn đề. Trường Tiểu học Dịch vọng B, quận Cầu Giấy, từ đầu năm nay bắt đầu triển khai bữa ăn dinh dưỡng tại trường với 5 đầu thực phẩm mỗi bữa. Tuy nhiên mức giá 28.000 đồng cho một ngày ăn, bao gồm cả bữa phụ không đổi. Khi mà ký hợp đồng với cả cái đơn vị cung cấp thực phẩm, người ta cung cấp cho chúng tôi thực phẩm là từ gốc, từ tận gốc và sau đó thì họ chuyển đến nhà trường luôn mà không qua một cái bộ phận trung gian nào cả, đỡ đi được cái chi phí cho con rất nhiều.
Chúng tôi với cái số tiền tuy là rất là ít ỏi nhưng chúng tôi cũng đòi hỏi để tạo được cái quyền lợi cao nhất cho học sinh, và chúng tôi cũng sẽ gia giảm những gì không cần thiết và để nâng cái định lượng thực phẩm cho học sinh hàng ngày. Theo tiến sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Y học ứng dụng, bữa trưa tại trường phải cung cấp từ 35 đến 40% nhu cầu dinh dưỡng trong ngày cho trẻ. Trẻ phải được ăn ít nhất từ 5 đến 8 nhóm thực phẩm. Tuy nhiên hiện chất lượng bữa ăn học đường tại nhiều trường, nhiều vùng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn này. Giải quyết được một cái bài toán với thực phẩm lại tốt, đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo được bữa ăn học sinh thì rõ ràng là cái bài toán về chi phí cũng là một bài toán sẽ rất khó khăn. Chúng ta cố gắng làm thế nào để tiết kiệm nhưng mà cũng phải đảm bảo được cái ngân sách để triển khai nó một cách thích đáng ở các trường.